Linh Kiện ST xin kính chào các bạn. Hôm nay Linh Kiện ST xin giới thiệu với các bạn con MOSFET IRFP9240. Như các bạn đang thấy thì đây là con sò tháo máy. Đấy. Thì các bạn yên tâm bởi vì tất cả các sản phẩm bên Linh Kiện ST thì đều được test rất kỹ trên các bo mạch. Và tất cả các sản phẩm thì đều có bảo hành, cho nên các bạn có thể yên tâm khi sử dụng. Để đặt hàng, các bạn gọi điện thoại trực tiếp hoặc là đặt hàng online. Link website và số điện thoại được gắn ở phần mô tả. Các bạn có thể xem và truy cập ở đấy. Ngoài ra thì Linh Kiện ST còn cung cấp các linh kiện điện tử khác, các dụng cụ giúp cho các thợ sửa chữa điện tử điện lạnh. Thì các bạn cũng có thể truy cập website linhkienst.com để tham khảo thêm các sản phẩm đấy. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Chào các bạn.